Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì hai vợ chồng đi tham quan các cái trại nấm ở khu vực Hội Thanh. Nãy thì ghé trại 8 rồi. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 dương lịch. Ngày âm lịch thì hình như 27, 28 gì vậy. Tháng Giêng. Thì như vậy thì cái trại này thì chị chuẩn bị nhập về thêm một lô nữa. Tức là chị hiện tại chỉ đang nhập bên nấm 3 lô. Một lô bên kia đang ra nấm lứa thứ ba. Một lô đây, cái lô mà tí năm đi vô coi, nãy đang để ở trong đó là mới nhập về ngày 11 âm lịch, tức là ăn Tết là mùng 10, 11 á. Còn bây giờ chỉ làm mấy cái dây đây là chuẩn bị ít bữa nữa nhập nữa. Thì bây giờ góp ý với chị đó là cái vấn đề trại thì nấm tham quan thì khu vực này cây cối xung quanh thì rất là mát rồi. Mọi người nhìn xung quanh, quang cảnh rất là mát. Như vậy thì khi mát thì sẽ giúp cho phôi nấm phát triển tốt. Nhưng mà bây giờ thì góp ý thêm với chị có một vài vấn đề, đó là nếu như chỉ treo cái trại này, cái trại này lối đi chứ rất là rộng. Nếu như chỉ treo cái trại này chung với cái trại nuôi phôi này thì mai mốt hai cái nó sẽ chênh lệch cách nhau khoảng một tháng để ra nấm. Như vậy thì sẽ có dễ sự xâm nhiễm côn trùng. Và nấm đang góp ý với chị là tất cả xung quanh đều là chia lưới côn trùng hết cho đảm bảo. Cái thứ đấy, chia. Cái thứ hai nữa là ngăn cái này ra luôn. Ngăn, tức là mình sẽ ngăn riêng hai trại với nhau. Còn ở trên hệ thống ở trên này là mái tôn thì nấm có hỏi chị là mùa hè nắng nóng có nóng không? Chị nói thì ở trên đó chỉ có bỏ thêm lớp lá dừa ở trên đó. Đấy. Như có hệ thống tưới trên đó luôn mà sao nấm cũng không, nãy nấm quên hỏi. Nhưng mà nấm thấy có mấy cái đường ống đi lên á, có mấy cái ống nhựa đi lên hướng gì mà không biết là bơm nước ở trên bồn hay là. Rồi như vậy thì chỉ nhập về 11, đến nay là 27, tức là khoảng nửa tháng hơn. Thì cái lô phôi này thì chỉ lúc mà nhập cho chỉ là nó hầu như nó trắng hết rồi, gần tới đấy luôn. Vì ăn Tết á, tức là khi mà chỉ đặt trước Tết thì trong cái thời gian nấm nghỉ Tết là tơ nó chạy mùng 10 nó mới khai trương lại. Tức là 25, 27 thì nấm đã nghỉ Tết rồi, tới mùng 10 khai trương lại. Tức là đã cấy thêm mấy ngày nữa, tức là có khi là 20 ngày rồi, giao chỉ. Như vậy thì sơ qua, kiểm tra sơ qua thì tức là phôi đã tiết nước vàng ok rồi. Nước vàng đẹp. Cái thứ hai, bọn trắng lên cũng rất là ok rồi. Cái thứ ba, bạch phôi rắn ok. Vậy bây giờ đang thiếu một cái yếu tố nữa, đó là yếu tố về nấm bói. Đấy, nấm bói thì chỉ cần chờ nấm bói nữa là ok, đúng không mọi người? Phôi chỉ chăm nuôi, nói chung là chắc ở trên á, ở dưới thì chỉ bỏ thêm ở dưới đất nữa. Rồi bây giờ thì nấm sẽ đi qua cái trại cách đây. Tức là cái trại đang thu lứa thứ ba thì cách đây khoảng cỡ mấy trăm mét á. Tí năm qua nó sẽ quay cho mọi người xem luôn nha. Còn về cái vấn đề góp ý với mọi người là với chị là rất là mai mốt mình chắc phôi thẳng đứng tí đi, đừng có chắc ba lớp á, thì có thể chắc so le được, nhưng mà bốn lớp thì chắc thẳng đứng với nhau cho nó có cái khoảng trống. Cái vấn đề này nắm chia sẻ với mọi người rất là nhiều rồi. Thì bây giờ phôi thì như thế này thì ok, trắng đầu đẹp, nắm mới qua nhà anh Tám về thì ok. Thì chủ yếu là như thế thôi. Bây giờ ở trên này chưa có hệ thống tưới nè. Rồi ở đây thì chắc nấm nghĩ là không cần quạt hút đâu, vì xung quanh cây cối ba mặt là cây cối hết rồi, chỉ có mặt đây tường với một ít góc này thôi, chứ còn phía bên này rồi đấy, gió rất là mát. Nấm kêu là cái lốp này lốp bạc nè, dỡ ra luôn đi. Căng lưới côn trùng, sau đó là có vải đồ kéo ra cái vào á, mai mốt mùa nắng tưới nấm á, để cho nó tưới lên đó là cho nó mát luôn. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người sức khỏe. Bây giờ nấm sẽ qua, nấm quay cái trại ra nấm cho mọi người xem nha. Lứa thứ ba. Cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả quý khách hàng.